0362 488 4488 à? Ừ. Rồi. 205 205 à, ừ. Nguyễn Hiền đây, biểu tượng bông hoa lan đây gì? Vâng, Hiền Nguyên đấy. Hiền Nguyên đây đúng không? Anh yêu cầu Hiền Nguyên đây là anh yêu cầu kết bạn nhá. Vâng vâng. Thế xong thì anh chia sẻ cái vị trí của anh qua Zalo cho nhá. Vâng. Em biết dùng cái chức năng đấy gì? Vâng vâng, biết mà. Đấy, em định bắt mấy con đà điểu? Em bắt khoảng 10 con thôi. Thế là mai là bắt luôn gì? Vâng, mai lên xem bắt luôn. Nên luôn đi, không là hết đến giờ đấy. Anh kho còn cũng chỉ tầm mấy thôi nên là. Đấy nhá, anh chia sẻ qua vị trí bản đồ đây này. Anh chia sẻ cho này. Ô, anh tắt có này. Từ từ ra xem nào. Từ ra. Ở đợi tí ra, đang có việc, đang nói chuyện với khách hàng. Đã chia sẻ được vị trí hiện tại này. Vâng. Đấy. Ok anh. Nhận chưa? Vâng, hiểu rồi. Đấy, nhìn thấy chưa? Anh chia sẻ cái vị trí của anh đấy. Em vào Zalo thì em xem cái bản đồ đấy nhá. Không vào, em đang xem. Ờ. Đấy, thì mai lên thì là anh để cho nhá. Vâng. Rồi rồi, ok ok. Đi buổi sáng cái gì? Vâng, em đi buổi sáng. Bây giờ đang ở Hà Nội à? Vâng, em đang ở Hà Nội. Xong mang về đâu luôn? Em mang về quê em thôi. Quê ở tận đâu? Em ở Lạng Sơn. Nhưng huyện nào ấy? Em ở Bắc Sơn này. Ok ok, thế thôi nhá. Vâng. Ừ.